Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Mất tiền tỷ vì bị lừa đầu tư chứng khoán online. Ngày 13 tháng 10, báo tuổi trẻ loan tin tưởng tiền đầu tư tăng thành 30 tỷ, ai ngờ mất gần 16 tỷ. Theo đó, một người đàn ông ở Hà Nội bị dẫn dụ tham gia đầu tư chứng khoán thông qua quỹ đầu tư CQ Việt Nam và bị lừa gần 16 tỷ đồng sau khi nhận thông báo lãi ảo lên đến hơn 30 tỷ vì để rút được tiền thì khách hàng phải nộp thêm các khoản phí, thuế thu nhập. Báo tuổi trẻ cho hay, ngày 13 tháng 10, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được đơn trình báo của một số nạn nhân bị lừa tham gia đầu tư chứng khoán qua quỹ ảo từ CQ Việt Nam. Đáng chú ý, trong số người bị sập bẫy Lừa đầu tư chứng khoán có nạn nhân mất đến gần 16 tỷ đồng. Và đây là hình bài trên báo Tuổi trẻ ngày 13 tháng 10. Theo cơ quan công an, anh H, trú tại Hà Nội trình báo rằng anh nhận được điện thoại lạ của một người phụ nữ mời tham gia quỹ đầu tư chứng khoán nhưng đã từ chối. Tuy nhiên, nghi phạm lừa đảo vẫn đề nghị kết bạn qua Zalo và sau đó mời anh Hát vào nhóm chia sẻ giao lưu quỹ CQ Capital Việt Nam. Vì tò mò đọc tin nhắn trong nhóm và theo dõi thấy các mã chứng khoán được tư vấn tăng tốt, hiệu quả nên anh Hát đã tham gia. Anh được hướng dẫn cài app Smart SQV, mở tài khoản và nạp tiền chơi cổ phiếu. Số tiền anh Hát đầu tư chứng khoán mua cổ phiếu thông qua app này là 14 tỷ đồng và giá trị sau khi tăng ảo là hơn 30 tỷ đồng. Sau đó, anh H nhận được các thông báo tạm dừng, từ chối mua tiếp, hoàn thành các thủ tục để rút tiền về. Tuy nhiên, để rút được tiền, anh H phải chuyển tiền phí quản lý lợi nhuận là 1,6 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân là 332 triệu đồng. Sau khi nộp tiền xong, anh H không liên lạc được với quỹ đầu tư chứng khoán nói trên. Lúc này, nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Theo báo tuổi trẻ, công an Hà Nội cho biết thêm, cũng với chiêu lừa trên, một nạn nhân khác bị dụ dỗ đầu tư chứng khoán qua quỹ CQ Việt Nam. Người này đã giao dịch với tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng, nhưng khi bán mã cổ phiếu, đã mua thì không thực hiện được. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, bị hại này đã đến cơ quan công an trình báo cũng với chiêu trò lừa đảo tương tự, báo tuổi trẻ ngày 3 tháng 3 cho biết đầu tư chứng khoán bị lừa tiền bởi thầy online. Và đây là hình bài trên báo tuổi trẻ ngày 3 tháng 3. Theo đó, chỉ sau vài ngày tham gia lớp học chứng khoán online miễn phí, nhiều người cứ ngỡ là làm giàu không khó và sẽ lãi to khi đầu tư, nhưng cuối cùng lại bị mất trắng đến hàng tỷ đồng vì đầu tư theo thầy. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tuổi Trẻ, vào các nhóm Zalo có tên đào tạo chứng khoán, đầu tư chứng khoán 4.0, đầu tư chứng khoán thông minh, chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả sẽ luôn thấy các thành viên sôi nổi thảo luận. Trưởng nhóm còn liên tục gửi thông báo, cổ phiếu hôm nay mua vào bây giờ, hãy bán ra toàn bộ, chốt lời ngay lập tức, khiến người chưa tham gia đầu tư cũng cảm thấy tò mò. Trong các nhóm cũng tràn ngập các tin nhắn khoe lời, khoe mua nhà, mua xe, ăn uống ở nhà hàng sang trọng, thậm chí vẫn theo báo tuổi trẻ để tăng niềm tin, những kẻ lừa đảo này còn mạo nhận là làm giả cả hợp đồng, giả khuôn dấu của công ty chứng khoán, khiến công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình phải gửi đơn trình báo đến cơ quan công an. Nhiều công ty chứng khoán khác cũng phát đi cảnh báo cho biết đã nhận được thông tin phản hồi của một số khách hàng về việc bị các tài khoản mạng xã hội mạo danh bằng cách tạo các website và ứng dụng giao dịch chứng khoán có tên và logo tương tự để lôi kéo khách hàng thực hiện các khoản đầu tư không hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin mất tiền tỷ vì bị lừa đầu tư chứng khoán online. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuộc chiến Israel-Palestine có ảnh hưởng tới nguồn cung vũ khí cho Việt Nam. Ngày 14 tháng 10, VOA Tiếng Việt có bài bình luận Xung đột Trung Đông có ảnh hưởng tới nguồn cung vũ khí của Israel cho Việt Nam. VOA cho biết, kể từ khi Việt Nam và Israel ký kết biên bản ghi nhớ quốc phòng vào năm 2015, Israel đã trở thành nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn thứ hai cho Việt Nam sau Nga. Đồng thời, Việt Nam nằm trong nhóm các nước mua vũ khí nhiều nhất của Israel trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022. Israel cũng là một trong số ít các quốc gia tích cực chuyển giao công nghệ quân sự sản xuất vũ khí hiện đại cho Việt Nam, trong khi Hà Nội tiến hành hiện đại hóa quân đội, trong bối cảnh có những lo ngại về sự gia tăng quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Và đây là hình bài trên VOA. Theo VOA, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bất ngờ nổ ra cuối tuần trước. Nhóm chủ chiến Hồi giáo người Palestine đã phát động cuộc tấn công được xem là lớn nhất trong vòng 50 năm qua, nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10, khiến quốc gia của người Do Thái phải tuyên bố chiến tranh và tiến hành các cuộc không kích trả đũa kể từ đó. VOA dẫn lời giáo sư Zachary Abuza của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng, đối với Việt Nam, đây là một diễn biến không mong muốn. Israel rõ ràng là một đối tác kinh tế rất quan trọng và ngày càng là một đối tác quan trọng về thiết bị quân sự đối với Việt Nam. Vẫn theo VOA, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với Israel hồi tháng 7 năm nay và hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm tới. VOA cho hay Việt Nam tăng cường mua sắm vũ khí trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt khi Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực và gây hấn trên Biển Đông. Và để tránh phụ thuộc vào vũ khí Nga, Việt Nam đã bắt đầu đa dạng nguồn cung thiết bị quân sự của mình. Cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine được cho là đã đẩy nhanh quyết tâm thoát khỏi sự lệ thuộc vào vũ khí của Nga theo các nhà quan sát. Giáo sư Abuza cho biết thêm, Israel đóng vai trò rất quan trọng trong việc đa dạng hóa quốc phòng của Việt Nam và không có nước nào được lợi hơn từ việc đa dạng hóa quốc phòng của Việt Nam như Israel. Và đây là hình hệ thống phòng không Spider của Israel mà Việt Nam đã mua vào năm 2015. Rõ ràng Việt Nam sẽ lo ngại liệu Israel có bị sa lầy vào một cuộc chiến hay không và liệu họ có thể phát triển và chuyển giao số vũ khí mà họ đã ký hợp đồng hay không. Mọi việc phụ thuộc vào liệu cuộc chiến kéo dài bao lâu giữa Israel và Hamas nếu đây là cuộc chiến kéo dài với nhiều chủ thể hơn thì sẽ khiến giới lãnh đạo hà nội phải đau đầu voa cũng dẫn ý kiến của ông nguyễn thế phương từng là nhà nghiên cứu quốc phòng của đại học quốc gia việt nam và hiện là nghiên cứu sinh tại đại học new south wales thuộc học viện quốc phòng ở úc cho rằng quan hệ giữa việt nam và israel không hẳn là về mua bán vũ khí mà nó là chuyển giao công nghệ cuộc chiến israel và hamas nếu dừng lại ở mức độ này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới hợp tác quốc phòng giữa hai nước, ngay cả trong tương lai vì mảng hợp tác liên quan tới việc trao đổi chất xám và công nghệ nhiều hơn là mua bán vũ khí. Giáo sư Abuja cũng cho rằng việc sản xuất vũ khí hạng nhẹ được Israel cấp giấy phép cho quân đội Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Gaza, bởi dây chuyền đó đang ở Việt Nam. Ngoài ra, VOA dẫn ý kiến các chuyên gia cho hay, dù Israel là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai sau Nga, Việt Nam vẫn có nhiều lựa chọn khác như Ấn Độ, Nhật Bản hay Hàn Quốc cho chiến lược đa dạng hóa nguồn cung vũ khí để không phụ thuộc vào một nước nào. Việt Nam cũng đang mua nhiều từ Ấn Độ và Ấn Độ đã cung cấp tín dụng quốc phòng cho Việt Nam để giúp hỗ trợ giá, giáo sư Abuja cho hay. Do đó, Ấn Độ cũng đang đóng một vai trò lớn hơn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cuộc chiến Israel và Palestine có ảnh hưởng tới nguồn cung vũ khí cho Việt Nam hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới